Xin chào anh em ha. Bữa nay lâu lâu mình đổi không khí, gửi cho anh em một cái video clip review ha. Đây là cái video clip mà mình review độc hợp một cái chạm sạc dự phòng để mình đem theo mình dự phòng khi mình đi cắm trại, đi picnic, đi dạo ngoại đồ này kia các kiểu đó, thì nó có điện để mình có thể sạc hoặc là sử dụng mấy cái thiết bị điện tử đồ này kia. Rồi với lại là mình có thể để ở trong nhà, trong xe mình dự phòng, ví dụ như có lỡ mà cúp điện đồ này kia đó thì mình có một cái nguồn dự phòng nó sạch mà mình có thể sử dụng được liền và ngay mà khỏi cần phải sử dụng những cái máy phát điện cồng cành, nhất là trong cái thời buổi mà hiện nay là giá xăng đồ này kia nó đang tăng cao anh em ha. Thì đây là hai cái hùng hàng, một cái hùng là chạm sạc dự phòng và một cái kiện hàng đó là một cái tấm pin năng lượng mặt trời mà cái dạng gấp gọn, kiểu nó giống như một cái vali vậy đó nè. Thì mình đặt từ ở nhà phân phối, đặt từ bên nhà phân phối của Yubao Việt Nam nha, từ chính nhà phân phối luôn, đây Yubao Việt Nam. Đấy, đây là cái chạm sạc dự phòng Yubao 300W. Rồi đây là cái tấm pin nha. Đây là cái tấm pin năng lượng mặt trời Yubao 100W. Thì trước khi bắt đầu mình khui hai cái hùng hàng này, bữa nay mình mới nhận đó, thì mình xin giới thiệu đến anh em đó là cái trang web của cái nhà phân phối này. Thì anh em có thể lên cái chữ là sạch cái chữ yubao.com.vn là nó sẽ ra ngay hơn nè. Đây yubao.com.vn ha. Đấy, đây anh em có thể mình kéo tới cuối trang nè anh em, không tư vấn miễn phí là 034922 nè. Thì mình đối chiếu lại trên này thì cái số điện thoại nó là cũng là 922 nè, số điện thoại người gửi á, tại vì bên giao hàng nhanh nó mã quá cái số điện thoại, mấy cái số sau này nó không có hiển thị đó. Đây là cái số 9422, tức là cái số này nè, cái số gửi hàng là cái số đây đó. Thì anh em nào có mua nhu cầu mua hàng đó thì mình lên trực tiếp lên cái trang web này mình đặt mua luôn nha. Đó, mình đặt mua ở trên trang web này luôn thì mình sẽ có lợi hơn là anh em đặt ở trên Shopee, tức là nó sẽ rẻ tiền hơn mà nó vẫn là theo cái hình thức là nhận hàng thanh toán COD nha nè. Đây miễn phí giao hàng nè, nó miễn phí giao hàng. Còn anh em mà đặt ở trên Shopee á, thì nó cũng có nha, nhưng mà nó sẽ không chính hãng của cái Yubao Việt Nam, với lại là nó sẽ không có miễn phí vận chuyển thì anh em sẽ tốn phí thêm đó. Cái chi phí mình mua nó sẽ cao hơn mà mình mua không có ngay chính hãng của nhà phân phối đó, anh em hiểu không? Đây sạc dự phòng mình chọn vô lớn hơn 30.000. đây là mình xài cái mình mua cái cục này nè, chạm sạc dự phòng 300W đây nè, giá nó là 3.950, thấy không? Còn nếu mà anh em lên Shopee mình mua thì giá nó cũng nhiều nè, nhưng mà nó cộng thêm phí ship nữa khoảng trăm mấy chục ngàn nữa, nên là nó tính ra nó sẽ mắc tiền hơn. Mà cái hữu tục mua thì nó cũng giống vậy ha. Bữa trước mình định mua cái cục 600W này nè, nhưng mà cái trên trang web này hiện nó hết hàng. Nếu mà anh em có nhu cầu mua thì có thể liên hệ cái số điện thoại ở trên web nè để mình đặt mua, có thể là bữa nay nó có hàng cũng không chừng ha. Rồi với lại một cái nữa là mình mua cái tấm năng lượng mặt trời nè, đây nó có loại 120W với 100W, thì mình chỉ mua cái loại 100 thôi, mình muốn gọn nhẹ ha. Đó, nó mắc hơn 1.000.000. Đây là cái tấm này đó. Thì ở đây ở trên này nó cũng có cái cảnh báo nè, đây là kênh bán hàng duy nhất của Yubao Việt Nam nè, chúng tôi không mở gian hàng trên bất kỳ trang thương mại điện tử nào. Tức là kể cả Shopee, Lazada đồ này kia thì nó cũng không là chính thức của nhà phân phối này nha. Do đó anh em nếu mà muốn mua hàng chính hãng của nhà phân phối này thì anh em cứ gọi theo cái số hotline, anh này đang có Zalo luôn. Nói chung là anh này khá là cũng rất là nhiệt tình nha, nhắn tin hỏi đồ này kia trả lời cũng rất là nhanh chóng. Anh em cứ gọi qua số này hoặc là nhắn qua Zalo thì ảnh sẽ tư vấn cho anh em. Đó, thì đây là miễn phí vận chuyển nè, rồi kiểm tra hàng nè, trước khi nhận, rồi sản phẩm được bảo hành 12 tháng. Một đổi một ha. Đó, đây là em điểm qua sơ cho anh em một cái trang web này ha. Anh em có thể lên đây đặt trực tiếp luôn, giá nó sẽ rẻ hơn nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình khui cái hộp sạc dự phòng này trước ha. Đó, đây mình sẽ nhờ vợ mình cắt khui cái này. Ở đây thì cái tấm pin này, cái này thì mình nhớ là nó 3 ký mấy 4 ký gì đó, còn cái tấm pin thì nó nặng cũng tương đương vậy nha. Lúc đầu thì chỉ định mua cái chạm sạc này thôi, nhưng mà thấy cái tấm pin thôi là mua luôn. Hôm nay anh gửi qua bên giao hàng nhanh ha. Bữa mình đặt là bữa 12 hay vậy đó, bữa nay là tới bữa 15 thì nhận được. Thì đâu đó khoảng 3 ngày thôi là mình đã có thể nhận được hàng rồi. Đóng thì đóng xốp ha.
Rồi em xui tiếp tục cái này luôn đi. Đây là cái chạm sạc dự phòng nghe nè. Đó, 300W 72.000 mAh. Với lại anh em mua mà đặt mua trên trang Youbao này đó thì anh em sẽ được cái mẫu mà đời mới nhất nha. Nó có một cái mẫu ở trên Shopee em thấy nó là cái mẫu đời cũ nha. Thì cái mẫu đó nó có thêm cái chỗ này nè, nó có cái nắp mở để sạc cái gì đó. Thì cái anh đó anh tư vấn là cái mẫu đó là mẫu đời trước, còn cái mẫu này là mẫu đời mới nhất nghe nè. Nó xài pin sắt, pin LiPo 4 hay gì đó. Tức là cái mẫu đời mới nhất, anh em cứ đặt ở trên trang Youbao sẽ được cái đời mới nhất. Cái còn mà mình, nếu mà mình đặt ra trên Shopee mà mình không rành á, có thể là mình mua phải những cái mẫu cái đời cũ anh em, thì nó sẽ không ngon, pin nó không ngon, rồi thiết kế đồ này kia nó sẽ không đẹp bằng ha. Đó. Cái này đặng đâu đó chừng cỡ 3 kg thôi. Tại là một cái mình thấy ở trên mạng là nó thiết kế kiểu nó giống như là cái cặp táp vậy nè, cặp táp hoặc cái vali nó khá là nhỏ gọn. Rồi em dẹp cái hộp này đi. Ồ, em nhìn khá là xịn sò nha anh. Đấy. Nó giống như là một cái cặp táp hay là một cái túi hồ sơ vậy ha. Youbao. Đây. Đó, hãng Youbao. Thì ở trên thị trường mà trong cái phân khúc mà chạm sạc dự phòng với lại mà phân khúc mà chơi mobile home hoặc là chơi camping, chơi picnic đồ này kia đó nè, thì hiện là mình thấy có cái hãng Youbao này là cái hãng mà nó gọi là tạm gọi là có thương hiệu ha, nó có thương hiệu trên thị trường và cái giá của nó nói chung là nó cũng khá là bình dân, dễ chấp nhận, dễ chơi. Chứ còn mà một số thương hiệu lớn như là Rofo hay là mấy cái thương hiệu linh tinh khác đó, Bisen đồ này kia các kiểu đó, thì mình thấy là giá nó mắc tiền hơn nha. Đó, mặc dù là nó mình cũng có khả năng mình mua nhưng mà nó mình thấy là nó không có đáng tới mức mà mình phải xuống một cái mức tiền đó để mình sở hữu cái đó chỉ để đi picnic đồ này kia các kiểu hoặc là dự phòng thôi. Thì cái tầm giá của hai con này thì mình thấy là khá là ok nha. Rồi bây giờ mình sẽ khui cái hàng này ra thử coi. Đó là cái tấm pin. Dài đâu đó tấm pin này nó khác với tấm pin năng lượng mặt trời của mình thông thường nha. Tấm lương năng lượng mặt trời thông thường của mình nó là cái khung nhôm với lại cái mặt bề mặt của nó mặt mặt kính, còn cái bề mặt này là bề mặt nó kiểu nó giống như sao ta, này gọi là sao không biết nữa, nó giống như là ở trên một cái giống như một trên cái da của cái cặp táp vậy nè, nó giống như cái da cặp táp nó nhám nè, nó nhám chứ nó không có hề là có mà cái gì gọi là gương hết nha, không có gì là thủy tinh hết, kim mà nó là nó giống như nhựa nhám hoặc là nó là không biết bằng chất liệu, không biết mô tả hay sao luôn. Nhưng mà cái này nói chung là anh em nhìn anh em cũng có thể hình dung được nó giống như cái vải quần jean mình vậy đó. Đó, nhưng mà nó hơi dày hơn, giống như quần kaki vậy. Thì đây là cái gạch 4 tấc nè, 1, 2, 3, 4, 3, 12 với lại thêm đâu đó khoảng miếng nữa, tức là 2, 4 miếng, 4, 4, 16, tức là cái nó dài khoảng 1m6 này nè ha. Nó dài khoảng 1m6, còn nếu mà cái chiều rộng của nó thì nó khoảng là 5 tấc ha, chiều rộng nó khoảng là 5 tấc thì nó khá là nặng nha. Em thấy là nó nặng hơn hàng này, nó nặng hơn này. Để mình coi cái khối lượng nó bao nhiêu. Nó không để khối lượng ta. À, 5 kg nè, đây khối lượng 5 kg. Đây. Như vậy là cái này là khối lượng 5 kg nha. Còn cái thằng này thì nãy em nhớ là hình như nó chỉ có tầm 3 kg mấy thôi. Đó thì nó là cái cổng sạc như vậy. Còn cái mấy cái jack đồ nó quảng cáo ở đâu ta? À ở đây. Đây, rồi em khui ra đây. Nó có mấy cái jack. Nói chung cái này nhìn khá là xịn sò nha anh. Nhìn khá là ok á. Đây, bảo hành 12 tháng nha. À, solar panel 100W bảo hành 12 tháng Youbao Việt Nam. À, cái số điện thoại cũng là 9422 của cái anh nãy mình nói nè. Anh em nào có nhu cầu mua hàng hoặc là cần tư vấn đó thì cứ nhắn qua cái số Zalo này
Dũng sẽ tư vấn cho anh em ha. Đây, phiếu bảo hành. Cái này đã để dựng lên. À, cái này để dựng lên. Rồi cái này là cái đầu, cái cổng. Cái cổng này thì nó sẽ có nhiều cổng nha. Cái này thì để móc hay gì đó, cái móc, cái này là để móc. Rồi cái này là mấy cái đầu jack. À, ví dụ như là đầu USB, đầu cổng jack 5 hay jack gì đó, nói chung là mấy cái jack này thì mình không có rành lắm anh em. À, anh em nào rành thì để lại phần bình luận nha. Nói chung là mấy cái jack kiểu đầu lớn, đầu nhỏ gì các kiểu thôi. Còn hai cái jack này là hai cái jack hình như là jack 5.5 nè, gọi là jack 5.5. Để nó đưa cái cổng ra 12V. Ở đây thì nó sẽ có là cổng USB nha nè. Đây nè, có một cái cổng USB nè. Rồi đây một cổng USB. Rồi cổng này cổng DC 24V. Bên này không có, nó chỉ như vậy là trong cái này nó chỉ có 3 cổng thôi. Như vậy là nếu mà mình muốn sạc là mình sẽ lấy cái cổng này ra. Đó, mình ghim vô đây, rồi mình ghim qua cái cổng sạc bên đây để mình sạc ha. Rồi, như vậy là em điểm qua sơ cho anh em là cái tấm pin nó như thế này. Bây giờ mình sẽ ship lại. Mình sẽ chơi tiếp qua bên cái chạm sạc. Nói chung là nó nhìn nó giống như cái cặp táp như nè. Và cái này em nghĩ là nó cũng nó khá là cứng á. Nó không có dễ vỡ được đâu. Đây em quay về cho anh em coi nè. Nó kiểu giống như là nhựa dẻo vậy đó. Nhựa dẻo rồi nó đưa lên. Chứ nó hoàn toàn khác với là cái tấm pin mặt trời thông thường của mình nha. Còn nó có uốn cong được không thì em không biết. Cái này em nghĩ chắc cũng không uốn cong được đâu. Nó cũng chắc là sẽ giòn á nha. Rồi như vậy là mặt tổng quan của cái hàng tấm pin này nó là như vậy. Đó, mặt trước mặt sau ở đây. Này thì là mặt dựng ha. Rồi nó có cái tay cầm. Đây em cầm lên thử coi. Ok. Đó, chỉ 5kg thôi, giống như là một cái cặp táp thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình khui cái chạm sạc này ra ha. Chạm sạc này thì mình sẽ mở lên đây cho anh em coi cái thông số nó đây. Đây cái mẫu đời mới nhất nó sẽ xài cái pin sắt là LiPo 4 nha nè. LiPo 4 nha. À, cổng cái này thông số thì anh em có thể tham khảo ở đây. Đó, để em coi cái cân nặng thôi. Cái bảng thông số đâu rồi. Đây, cân nặng là 3.1kg rồi nè. Tức là nôm na là cái cục này nó sẽ nhẹ hơn cái tấm pin bên đây. Tấm pin bên đây là 5kg. Cái này là 3kg ha. Rồi, trong này có gì không? Rồi, nó chỉ có vậy thôi. Rồi, mình sẽ khui ra. Cái gì? Này là gì không biết luôn. Đây, cũng là một cái phiếu bảo hành nha nè. Đấy, 12 tháng 3. Bảo hành 12 tháng. Đó, anh em lưu ý một lần nữa, anh em có nhu cầu mua hàng thì cứ gọi qua số là 0974 989422 ha. Đây là cái số hotline của bên Yubao Việt Nam. Nói chung là khá là xịn sò. Còn cái giống này là cái giống gì vậy? Mình sẽ khui ra thử. Đây là một cái cục adapter nha anh. Đây là cục adapter. Adapter sạc. Nói chung là nhựa nhưng mà nó thiết kế kiểu giống như nhôm nha. Túi này luôn đi, xé luôn. Một cái túi đựng ha. Dây, rồi nó chỉ đơn giản gì thôi, tức là một cái cục adapter để mình sạc với lại một cái jack ha. Cái jack này để chuyển qua hai chân nha. Đó, tại vì nó có 3 chân thì cái này nếu mà mình muốn xài là mình phải bẻ. Còn cái này mình ghim qua. Mình vô mình xài luôn. Ghim em. Đó, đây là cái adapter. Adapter này là 20V 3000mAh, tức là 3A, tức là 60W nha. Nam quang nam na là 60W. Đây là cái mặt của nó đây. Đó, thì nó sẽ có những cái cổng như vậy. Ví dụ như là cái cổng là 12V vào nè để sạc nè. Rồi hai cái cổng này 12V ra nè, hai cái cổng USB để sạc nè, một cổng USB C để sạc tốc độ cao. Cái này thì này thì nó báo pin, nó có 4 nắp pin. Này thì nó báo cái điện ra đây. Đó. Điện ra đây. Ở đây thì đèn. Đó. Đèn này nó có mấy chế độ. Đó, chế độ SOS nữa nghe nè. Tức là chế độ sáng rồi sáng hơn và chế độ SOS. Đó, tức là cảnh báo. Thì đây là nó khá là nhỏ gọn nha. Nó giống như đồ chơi con nít vậy đó, rất là gọn luôn. Cái tấm gạch mà 4 tấc của mình, 4 tấc vuông là mình để là xong hết tấm gạch nha nè, rất là gọn.
ở đây cái cổng nó ra gì thôi. Rồi đây là cái thông số đó nè, đó, nó tùm lum thông số hết. Nói chung là nó có mấy cái cổng ra, rồi cái công suất điện, rồi đặc biệt là cái sóng của nó ra là sóng xin chuẩn nha nè. Đây là sóng xin chuẩn nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình test thử coi. À, mình sẽ test cái xịn sò, nhất là cái quạt đi, cái quạt hơi nước luôn nha. Đây cái quạt hơi nước này, cái quạt này mình không biết là cái thông số như mình đi kiếm cái thông số nó cái này. Cái quạt này thì công suất là khá là siêu to khổng lồ nha anh, thông số đâu mất tiêu rồi. Cái này chắc cũng cỡ 200W chứ không phải ít đâu. Ở đây nó không ghi rồi, chắc là ở dưới đáy này cũng không thấy luôn. Ôi, cái quạt bội nè, không có gì thông số nữa. Rồi cái quạt này nữa, trong cái phần nào video mình sẽ chèn vô cái công suất, mình sẽ lên mạng mình coi nó coi cái công suất bao nhiêu. Bây giờ cởi kéo nó đi, bây giờ mình sẽ đem lên đây. Đây mình sẽ mở ra đây, nó xài cái dây này nha nè, dây này nó đi qua đây, nó đi xuống cái chuông màu đỏ đó và nó đang xài điện lưới ha. Bây giờ mình sẽ mở thử cho mình coi, tắt cái quạt đó đi. Bây giờ mình sẽ tắt ha, mình sẽ rút cái chuôi này ra. Đây, cái chuôi màu trắng này. Kéo vào đây luôn. Đó, đây. Đây nha nè. Mở là không chạy nha. Bây giờ mình sẽ ghim vô đây. Đó, rồi mình mở cái công tắc này lên. Đó, rồi mở này lên. Đó, tốc độ cao nhất nè. Như vậy là cái tiếng gió của nó là nó như điện lưới nha nè. Tiếng gió là hoàn toàn giống như điện lưới, là xin chuẩn nha. Có còn mà ví dụ như anh em mà mấy cái chạm sạc dự phòng mà nó biến tầm, mà nó xài cái sim mà sim mô phỏng hoặc là sim vuông đó, thì khi mà nó chạy cái quạt nó kêu dữ lắm nha. Với lại là nó nhiều khi nó chạy không nổi, nó cháy quạt luôn. Chỉ có những cái dòng mà biến tầm mà xin chuẩn, tức là giống hoàn toàn giống như điện lưới đó, thì nó mới chạy là y mái như vậy thôi nha. Chứ còn mà mấy cái xin vuông là không bao giờ được cái tiếng êm máy gì đâu. Cho quay luôn nè, quay nó đảo cái cánh nè, đang đảo cánh lên mình không, tại vì cái này của mình là nó hết nước rồi, cho nên mình bấm cái nước luôn. Đang chạy rất là khỏe ha. Còn chạy cái quạt này được bao lâu thì cái này mình phải cần có cái thời gian mình test. Còn hiện tại trước mắt thì mình chỉ test như đó cho nên coi thôi ha. Rồi sau này bên mình sẽ có nhiều video clip test hơn về cái chạm sạc này, và sẽ đưa vô video clip thực tế là mình test cái tấm pin này vừa sạc rồi vừa xả trên cái cục này, coi cái hiệu suất nó như thế nào, và đem đi cắm trại đít nít thử xem là nó có hoạt động ok không, nó có nhỏ gọn như là quảng cáo hay không ha. Đó, rồi mình sẽ tắt này nè. Rồi tắt nè. Đó, rút ra, nói chung là rất là gọn. Tắt công tắc, à tắt rồi, còn này là báo pin. Rồi mình tắt thì nó sẽ tắt hết. Ở đây thì đèn pin thôi. Đó, rất là sáng nha. Đây mình có thể thấy nè, rất là sáng luôn. Bấm cái nữa thì nó sáng hơn nữa. Rồi bấm cái nữa thì nó chớp kiểu SOS. Cái này nó thiết kế kiểu giống như là cái vỏ nhôm nha nè, nhưng mà nó là nhựa ha. Đấy, thì anh em lưu ý nha, nó có một cái phiên bản cũng là vô băng này, nhưng mà cái chỗ này nó có cái nắp, nó móc mở ra mở vô á, thì cái đó là cái phiên bản đời trước nha, tức là cái đời cũ. Còn cái phiên bản này là phiên bản đời mới nhất, và pin là pin đời mới nhất, pin LiPo 4, pin sắt này nè, tức là cái pin mà gọi là cái hiệu suất cao nhất trên thị trường hiện nay là cái pin đó. Rồi như vậy là mình quay sơ điểm qua cho anh em trong cái phần review tập hợp. Rồi sau mình sẽ có những cái clip sau mình test review thực tế hơn, thì anh em cùng đăng ký kênh để theo dõi nha. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video clip nãy giờ.